Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Mới đây trên kênh YouTube Justin Freedom, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Tony Saffer cho biết, một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực quốc sẽ dẫn đến thất bại kép cho Ukraine cả ở hướng này và ở Donbass. Ông Saffer lưu ý, Kiev đã không thể đạt được một mục tiêu chiến lược duy nhất ở khu vực quốc và giờ họ đang mắc kẹt ở vị trí hiện tại. Cuối cùng, đây thực sự là một chiến thắng kép cho lực lượng Nga. Theo ông Saffer, nhờ đó, lực lượng vũ trang Nga có thể hạ gục lực lượng dự bị của Ukraine được gửi đến khu vực quốc, cũng như tiến quân nhanh hơn nữa ở Donbass. Đồng thời, Saffer lưu ý đến việc Kiev đã tung toàn bộ vũ khí tối tân của phương Tây vào cuộc tấn công hiện đang bốc cháy trên chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel David Deep Dive, nhà khoa học chính trị người Mỹ John Mearsheimer cũng cho biết rằng chính Ukraine đã làm suy yếu quân đội của mình ở mặt trận phía đông sau cuộc tấn công vào khu vực quốc. Ông lưu ý, như các bạn đã biết, điều xảy ra là lực lượng Ukraine đã rút quân khỏi mặt trận phía đông và chuyển họ đến vùng quốc. Họ trở thành một phần của cuộc tấn công vào vùng quốc, khiến lực lượng của họ ở phía đông bị suy yếu và cho phép quân đội Nga dễ di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Theo chuyên gia này, hành động của lực lượng vũ trang Ukraine đã đi vào ngõ cụt khi họ đang đầu tư nguồn dự trữ quý giá vào đó. Giáo sư giải thích kết quả là Ukraine buộc phải điều động quân qua lại các điểm căng thẳng khác nhau ở mặt trận phía đông. Chuyên gia Mearsheimer kết luận, họ không có cơ hội ngăn chặn cuộc tấn công ở mặt trận phía đông và đến một lúc nào đó, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sụp đổ. Hoặc các nhà lãnh đạo của họ sẽ hiểu rằng việc tiếp tục cuộc chiến này là tự đi vào ngõ cụt. Ngày 9 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong toàn bộ thời gian xảy ra chiến sự ở khu vực quốc, quân đội Nga đã hạ gục hơn 10.100 quân nhân Ukraine. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố chiến dịch sẽ kết thúc với việc đánh bại quân đội Ukraine và tiếp cận được biên giới nhà nước. Mới đây, Trung tâm Chống thông tin sai lệch CCD thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine đã công bố một báo cáo cho thấy người dân Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lò sưởi hoặc điện trong thời gian dài vào mùa đông tới. Theo báo cáo, tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 12 giờ một ngày trong trường hợp mùa đông vừa phải và 8 đến 9 tổ máy điện hạt nhân hoạt động ổn định. Kịch bản tệ nhất có thể xảy ra là người dân sẽ gần như không còn điện nữa, CCD cảnh báo. Nếu Nga tiếp tục tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine, thì mùa đông năm nay, người dân Ukraine có thể phải chịu cảnh không có điện và lò sưởi tới 20 giờ mỗi ngày. Nga đã tấn công các nhà máy điện của Ukraine kể từ mùa xuân, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Mục tiêu được nêu là làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân mới ra tiền tuyến. Báo cáo của CCD cho biết thêm 1 gigawatt công suất khẩn cấp được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố gần đây khó có thể giúp ổn định tình hình. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đặt mục tiêu thay thế các nhà máy nhiệt điện và thủy điện quy mô lớn bị hư hại của đất nước bằng hàng trăm nhà máy điện nhỏ hơn, dễ che giấu hơn. Theo báo cáo, không có khả năng những nhà máy này có thể được đưa vào hoạt động trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu. Vào tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Kerman Galushchenko đã cảnh báo rằng mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. Bộ trưởng cho biết các kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết lập hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân có thể là quá ít và quá muộn. Hồi tháng 7 năm nay, The Economist đưa tin, công suất phát điện của Ukraine là 36 gigawatt trước cuộc xung đột và một nửa công suất đó đã bị mất. Mức tiêu thụ cao nhất trong mùa đông năm 2023 được báo cáo là 18 gigawatt. Theo ước tính của CCD, hiện nay quốc gia này sản xuất tới 11,5 gigawatt mỗi giờ và tiêu thụ hơn 13 gigawatt. Trước đó, ông Zelensky đã báo cáo rằng có tới 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện chạy bằng than và thủy điện đã bị hư hại hoặc phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Ông đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, nhưng mọi nỗ lực đàm phán vẫn chưa đem lại kết quả. Thậm chí căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng được cho là leo thang hơn nữa khi thời gian gần đây, quân đội Moscow và lực lượng Kiev giao tranh dữ dội. Trước bối cảnh này,
Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các đại diện của Nga cần tham dự hội nghị hòa bình lần 2 để tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Ông Zelensky thừa nhận, chúng tôi hiểu rằng rất khó để chấm dứt cuộc chiến này bằng biện pháp ngoại giao nếu không có phía Nga. Trước đó vào ngày 15 và 16 tháng 6, một hội nghị hòa bình Ukraine đã được tổ chức tại Bukarest, Thụy Sĩ theo sáng kiến của Ukraine. Hội nghị có sự tham gia của hơn 90 quốc gia, nhưng chỉ có 80 quốc gia ký tuyên bố chung. Nhiều chuyên gia nhận định, hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên do Ukraine tổ chức là nỗ lực của phương Tây nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev thay vì đặt mục tiêu thực sự là tìm kiếm một kết thúc cho cuộc xung đột. Trên thực tế, việc không có sự tham gia của Nga hay Trung Quốc đã khiến hội nghị thượng đỉnh kết thúc với cam kết mơ hồ về một lần gặp tiếp theo nhưng không có kế hoạch cụ thể. Trung Quốc cho biết nước này không tham dự vì hội nghị không có Nga, một bên của cuộc xung đột. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hội nghị đã thất bại hoàn toàn. Bà nhấn mạnh rằng những hội nghị như vậy không thể là cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài. Điện Kremlin cho rằng hội nghị do Thụy Sĩ tổ chức về Ukraine đã mang lại kết quả không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức đàm phán mà không có Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng kết quả của cuộc họp là gần bằng không. Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia có ý định đối thoại và sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình tới các quốc gia này. Tổng thống Zelensky đã kiên quyết không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên diễn ra ở Thụy Sĩ. Bất chấp những cảnh báo của các nước cho rằng hội nghị khó có thể thành công khi không có sự hiện diện của cả hai bên trong cuộc chiến. Trong một động thái bất ngờ, hồi tháng 7 vừa qua, ông Zelensky dường như đã dịu giọng trong vấn đề này khi thừa nhận khả năng có một phái đoàn Nga tham dự hội nghị hòa bình tiếp theo. Giới chức Ukraine nói rằng Kiev mong muốn Nga tham dự hội nghị hòa bình lần 2 để có thể thống nhất lộ trình nhằm chấm dứt xung đột. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với hãng thông tấn Sputnik rằng Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia vào các hội nghị hòa bình như vậy. Ông Galuzin nói, chúng tôi biết ý định của Kiev và các cố vấn phương Tây của họ là muốn phục thù sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình thất bại ở Bukarest, Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 năm nay và cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự. Ông cho biết Nga đã nghe được những lời hoa mỹ về công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky mà Moscow coi là tối hậu thư. Nga cũng nhận ra sự coi thường có chú ý đối với các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngày 5 tháng 9, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua đề cử bổ nhiệm ông Andriy Sipiha làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mới của đất nước, sau khi người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine từ năm 2020, ông Dmytro Kuleba, đệ đơn từ chức. Ông Sipiha sinh năm 1975 tại thị trấn Zeporiv, tỉnh Ternopil, phía tây Ukraine. Ông tốt nghiệp Đại học Ivan Franko ở Lviv với bằng quan hệ quốc tế cùng năm và sau đó lấy bằng luật. Ông làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1997. Trong vài năm tiếp theo, ông Sipiha giữ một số chức vụ tại Bộ Ngoại giao. Từ năm 2008, ông là tham tán tại Đại sứ quán Ukraine ở Ba Lan. 4 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Lãnh sự tại Bộ Ngoại giao. Năm 2016, ông Sipiha được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm 2021, ông Sipiha trở về Ukraine và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Văn phòng Tổng thống, dưới quyền ông Andriy Zermak. Ông Sipiha phụ trách chính sách đối ngoại, công việc trở nên quan trọng sau khi xung đột với Nga bắt đầu bùng phát. Ông Sipiha là một nhà ngoại giao kỳ cựu. Do vậy, việc đảm nhận vị trí ngoại trưởng là một nhiệm vụ mới nhưng không hoàn toàn xa lạ đối với ông. Mặc dù không được công chúng nhắc tới nhiều như ông Kuleba, nhưng ông Sipiha từng lãnh đạo các nỗ lực ngoại giao tại Văn phòng Tổng thống, nơi được cho là có thể vượt Bộ Ngoại giao để trở thành cơ quan chủ chốt xử lý các vấn đề đối ngoại của Ukraine. Phát biểu tại Quốc hội vào ngày 5 tháng 9, ông Sipiha nhấn mạnh, đảm bảo Ukraine nhận được vũ khí cần thiết sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông trong vai trò ngoại trưởng. Nhà quan sát chính trị người Ukraine Mykola Davidiuk nói với tờ Kiev Independent rằng, tôi không nghĩ ông Sipiha có thể làm tốt hơn ông Kuleba. Ông mới có thể là người mới hoặc khác biệt. Người đồng sáng lập Trung tâm Quốc tế vì chiến thắng của Ukraine và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu ASK, cựu nghị sĩ Hanna Hopko đồng tình với tuyên bố của ông Davidiuk, cho rằng điều quan trọng là phải bảo vệ sự độc lập của Bộ Ngoại giao. Bà Hopko nói, vấn đề không phải là thay tên của các nhà ngoại giao. Câu hỏi đặt ra là về hệ thống cho phép Bộ trưởng với những quyền hạn của chức vụ này làm việc hiệu quả và không phải là một phần của Văn phòng Tổng thống.